Vâng, chào chị. Vâng. Nhà của chị xây lâu chưa? Cháu xây năm 2015. Thế cháu nhất chị đâu? Ai thôi, nó sợ. Nó sợ nhất mày là cháu con ngõ nó nhắn tin mẹ em nữa. Dạ. Khi nào thầy về thì anh mới về, bây giờ anh mới không về. Nhờ điện thoại cũng cắm rồi, tất cả đều cắm rồi. Thì giờ thầy đến đây thầy xem thế sao được rồi đâu. Không. Rồi, 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 rồi. Thôi được rồi, không cần nữa. Bây giờ thì kiểm tra trên đất nhà là quan trọng chứ. Cháu nó sinh năm bao nhiêu ạ? Thôi được rồi chị ơi, tranh thủ luôn ạ, tại vì tôi cũng rất là vội. Chị tập trung vào đi. Thế là biểu hiện của cháu là hàng ngày là như thế nào? Đây là ba ban gì ạ? Ba trên là Phật ạ. Còn ba giữa là Phật viên. Ba giữa là thổ tôn đất nước ấy. Còn ba dưới là gia tiên. Không, các cô bé, cậu bé. Thế còn gia tiên đâu ạ? Gia tiên thì không thờ. Ý là chỉ gọi là gia tiên thì là bên ông còn cái giữa thì là gia tiên đấy. Thôi bây giờ chị tập trung một nhất để kiểm tra cái đất nhà chị trước đấy. Đất nhà chị khuôn viên nó ở đây ạ. Đằng sau còn đằng sau còn một dãy một tầm này nữa. Rồi, còn rồi, chị bên ngoài cũng còn được 2-3 chị nữa. Tập trung vào đây. Chị cho xem cái tay phải của chị. Con chị căn số rồi. Con của chị là căn số rồi. Đây là căn nhà chú bói người thù rồi. Úi giời. Cả cô, cả chú ấy. Ai là người làm cái nhà này? Tức là chị là người trực tiếp làm? Có nghĩa là em thì em mượn tuổi. Bây giờ em mượn tuổi nhưng mà đến ngày chồng em mượn tuổi thì là em đã cúng để xin lại. Vâng. Xin lại rồi. Cái người đấy là người đấy tuổi họ. Trong lúc thi công làm nhà này thì chị có theo dõi không? Em có mà. Ở đất ở cái chỗ trước, đây là trước cửa nhà. Vâng. Cái này có lẽ là móng chưa tới thôi rồi, để kiểm tra tiếp. Đất như này là đây là có thần của đấy chị nhá, thần giữ của chị ạ. Đây là trinh nữ thần giữ của này. Ôi hai con nhìn. Úi giời. Ôi. Đất này hơi nghịch và nặng đất đấy chị ạ. Đây gọi là nghịch có tiếng từ ngày xưa đến giờ đấy. Ừ. Chị tập trung vào đây này, chị xong chưa? Chị xong chưa? Chị tập trung vào đây này. Đất này có bốn mẹ con chôn ở đây. Bốn mẹ con là nữ chị nhé. Đây này, mẹ đây này. 1, 2, 3 người con này. Và chôn nó thành thần trông giữ cái của ở đây, trông giữ của ở đây. Chị ở đất này lâu chưa? Em thì em mới về được con ba gọi gần 30 năm. 30 năm. Đất này trước đây là của ai? Của ông bà em. Ông bà em ở bên đây cái đất này đất ruộng, nhưng mà nói thật với thầy là trước kia ở đây
là đất ruộng không có cái gì phá không con bé mà kêu thầy xem không phải. Không, nó đằng trước đây cơ. Đằng trước đây này. Vậy thì cơ, trước này nó phải có cái bờ ruộng. Có nghĩa là cũng có ruộng. Nói chung là cái có bờ, nó phải có bờ. Đấy, phải có bờ. Tất cả đều ở đây người ta là ao, có sông nhất lên. Còn ngày xưa ông bà lộ với em ở đây thì là cũng nghĩa là kiểu đất ngập lên đấy. Chị chú ý này, đây là đất có thần và có bốn mẹ con. Đây là bốn mẹ con là nữ bị chôn ở đây nhé chị nhé, và canh giữ cái vật ở đây. Vật ở đây nó là đằng trước chứ nó không phải đằng sau như chị nói. Đằng trước này này, vậy thì đằng trước ở đây, trước đây nó phải có một cái bờ chạy qua đằng trước này chị nhé, chạy qua đất đằng trước. Con của chị đầu tiên nó là căn số, thứ hai nữa là nó bị cái các cái thần ở đây nó tác động. Vậy thì nhiều lúc nó bị mất kiểm soát, nó như kiểu gọi là bị thần kinh đấy chị ạ. Nó giống như bị thần kinh vậy, nó không kiểm soát được, nó cứ trầm lì, nó cứ thích ở một mình, nó cứ thích ở một mình trong ở trong bóng tối. Chị hiểu không ạ? Nếu như nó ở nhà nó cứ ở trong phòng suốt ngày thôi. Không trong phòng nó chỉ đóng xem TV nhưng mà ai đợi được cái điện thoại khác là nó đi luôn. Đi chỗ khác. Buổi tối thì sao? Buổi tối thì sao? Buổi tối thì có một chặp cái chỗ bây giờ xã hội đấy, thầy hiểu cái xã hội này là thì là lúc thì nó ở nhà, lúc thì nó khác nó đi. Đây là cái sự thay đổi bất thường. Bất thường. Trước đây nó không thế. Chị hiểu không ạ? Và giai đoạn này là giai đoạn mà bốn mẹ con nhà này nó cần phải được siêu thoát. Chị hiểu không ạ? Cho nên là nó sẽ tác động đến chị hoặc các thành viên trong nhà chị để chị tìm đúng người để cho bốn mẹ con nó lên. Chị hiểu chứ? Con của chị là căn số, cho nên nó mới mơ thấy rắn với lại cái gì đấy, con gì đấy. Và căn ở đây nó là căn sen, căn soi, cho nên nó có những cái giấc mơ nó rất là chuẩn đấy. Mơ rất là chuẩn mà mơ được báo trước nữa cơ. Nó được báo trước nhiều việc nữa. Nhiều lúc cháu cũng cả em cũng tin được, nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nó là cái kiểu xã hội thôi. Nó có thể là những cái thông tin. Không, đây cái đấy là chưa nói đến chuyện tác động đấy chuyện, mà đây nó là căn số. Tại vì cái đầu tiên là cái biểu hiện mơ thấy rắn thì đấy là cái sự tác động của căn số. Cái còn lại đây chắc chắn cái bản mệnh của nó là căn số rồi, đây là chắc chắn là căn số rồi, và thêm một cái sự tác động của thần nữa, cho nên là nó không bình thường, nó sẽ không bình thường. Vậy thì bây giờ trước tiên ấy là xử lý các cái thần ở đây, sau đó rồi thì can thiệp vào cái mệnh căn số của nó. Tại vì giờ nó còn rất là trẻ, và trẻ thì chưa ra vị thánh vụ, chưa giờ ra sớm quá thì nó còn công việc, còn vợ con. Tức là định đi xuất khẩu lao động. Ba năm nay mà không đi được, người ta đi được mình không đi được. Rồi bây giờ trước tiên là phải bắt cái thần ở đây đã. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả vong linh của bốn mẹ con trong mảnh đất nhà này lên thiên đợi xét xử. Bây giờ kiểm tra cái việc bắt này đã nhất chính nhé. Ba mẹ con đã lên thiên đợi chuyển kiếp đầu thai. Nhưng có một con trong ba chị em nó lại thích cái cậu này. Người con gái. Không phải bà cô nào cả. Tức là cậu ấy mơ thấy nhiều lần. Mơ rất là nhiều lần, thậm chí là úp bóng vào nó, nó có nghĩa là nó muốn bật bóng ra nhưng mà nhiều lúc bật được, nhưng mà nhiều lúc cũng không bật được. Có nghĩa là người rất là tỉnh nhưng mà lại cứ có người đè người, xong bắt đầu nằm bên cạnh kiểu như là có người bà cô hay là không phải bà cô. Cứ nằm bên cạnh thôi. Không phải, đấy là cái vong nữ này. Đây là vong nữ này. Thế ạ. Em phải đã như thế.
rồi 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 thế đi đây, cái con này nó thích cậu này, nó không muốn lên này, này. Nó thích cậu này không muốn lên, tôi để bắt nó lên thôi. Lệnh cho Hắc Bạch vô thường áp giải nốt quá trình nữ ở đây lên thiền đợi xét xử. Đây là ba chị em với mẹ và bốn mẹ con. Để kiểm tra xem nó lên chưa. Rồi, rồi, rồi. Hai lần đều là át cơ. Thầy ạ, nói thật với thầy là nó chỉ cần em thỏ mà cô nói là sao là tự ái là nó đi luôn. Nó đi luôn. Thế đợt này đi lâu chưa? Nói chung là cháu cũng làm ở công ty. Nó cũng làm công ty nhưng vừa rồi lại thấy những người ở cạnh xóm nó không làm. Nó lại đi chỗ khác, chỗ khác mà. Hôm qua thì là đặng anh em còn tặng nó nên là đi tìm nó lâu. Thế kệ nó. Bây giờ đây là cái việc đầu tiên là cái việc bắt thần ở đây thì là xong. Còn cái việc thứ hai thì lát nữa chị phải nhắn những cái thông tin của cháu này, họ và tên này, ngày tháng năm sinh này, cái địa chỉ cụ thể ở đây này để tôi can thiệp cái mệnh căn số cho cháu nhé chị nhá. Đấy là cái mệnh của cháu là có hai vấn đề đấy. Còn bây giờ tôi kiểm tra cái vấn đề bát hương của chị. Vâng. Cháu muốn là gặp thầy để xem là bát hương thế này có được không hay là phải mất lại. Thực ra như thế này bát hương cái ban thờ thì nhìn như này thì cũng là được rồi, nhưng mà cái bầy bát hương như này thì đây là một cái kiểu bầy nó không hợp lý. Vâng, vâng, cái này em cũng muốn thì thờ này nhưng mà bây giờ tốt nhất là như thế này, cái bát hương thờ Phật, cái ban thờ Phật ấy thì nên đóng một cái ban khác, đây này, đóng ở bên này cao hơn cái ban gia tiên. Không sao cả, tại vì Phật thì nên tách riêng ra, nên tách riêng ra. Đây được rồi, thế bây giờ là kiểm tra bát hương của chị. Còn lại cái ban Phật này chị nên đóng ở một cái ban sang bên này, chị nhá, cao hơn được ban gia tiên này, nên đóng riêng ra. Thì đây bây bát hương, bây giờ kiểm tra ba cái bát hương này xem như thế nào thôi. Đây là bát hương Phật trước này, các quan bản gia này. Các quan bản gia chưa được. Bát hương Phật thực ra đây là thánh ngự chứ không phải Phật đâu chị. Đây là chùa Bói Người Thù, lúc nãy cái căn của nó là căn chùa Bói Người Thù. Mà bốc cái bát hương bát này không phải bát Phật đâu, mà đây lại là chùa Bói ở đây chứ không phải là Phật. Cứ từ từ chị ạ, bây giờ can thiệp cho cái tâm nó tĩnh đã, sau đó thì tôi sẽ quay về lần nữa để giúp chị về cái ban thờ, cho bốc cho cháu, bốc lại cho gia đình cái ban thờ là một. Thứ hai là định tâm cho nó để cho nó mọi thứ cho tâm nó tĩnh. Tôi sẽ về lần nữa. Tại vì như thế này là cái mệnh này là cái mệnh căn số và mệnh phải xem soi. Thì nói chung là các cái bát hương của gia đình thì sẽ về trong cái lần sau để xử lý bốc lại, và chị mua một cái ban hoặc là lấy cái ban luôn cái ban này, cái ban đặt kê lên như này thì đóng vào đây. Chị nhé, đóng vào đây để thờ riêng ra, để tách riêng. Mệnh của nó là mệnh căn số. Bây giờ tôi can thiệp cho cháu cũng chỉ là để nó hoãn cái việc cơ hành lại thôi, chứ không phải cắt nó đi được đâu. Cắt đi thì mới giải đi, còn đây là hoãn cho nó đỡ cơ hành đi, thì nó còn công việc trần gian thì sau thì nó mới làm việc thánh sau. Chứ giờ nó còn đang trẻ như này thì nếu làm thì nó sẽ không làm được cái việc trần gì đâu. Nó là căn xem căn soi. Căn này là vừa là cô vừa là chúa chị nhá. Phải định tâm cho cháu nó là căn xem căn soi, và những cái gì cháu nó thông báo chị phải tiếp thu đấy, chứ không phải là nó ảo cái gì đâu, mà đấy là nó nhìn thấy hoặc nó biết trước sự việc đấy chị ạ. Không cần, tại vì thời điểm này tôi chưa tiếp khách tại nhà, thì tầm khoảng độ nửa tháng nữa tôi sẽ lại quay về Hải Phòng, thì lúc đấy tôi sẽ liên lạc rồi tôi vào tôi sẽ giúp cái phần bát hương, với lại cháu tôi sẽ gặp cháu để định tâm cho nó.
bây giờ về sau đó tôi quay lên để tôi xử lý cái mệnh căn số đã thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường, nó sẽ tính cách của nó như nào thì nó sẽ là như thế, chị hiểu không ạ? Nó không còn cái kiểu gọi là bốc đồng, không kiểu nóng ruột. Thực chất là như này, nó ở nhà nó cứ bị nóng ruột. Nóng ruột là vì cái thần các bốn mẹ con nhà này nó tác động, cái thần nữ nó tác động vào nó là nó phải đi, nó phải đi, chứ nó ở nhà nó xuống ruột là không chịu, nó không chịu được. Thế còn lại thì bây giờ xử lý thần đây rồi thì nó sẽ không có vấn đề gì, kiểu gì cũng sẽ một hai hôm nữa sẽ về thôi. Tức là đây là đi công việc chứ không phải nó bỏ đi ấy. Chỉ là đi làm việc thôi, đi làm thôi. Rồi bây giờ chị Lan, chị nhắn cho tôi cái thông tin của cháu nhá. Xong rồi nửa tháng nữa tôi sẽ quay về tôi giúp nước cái ban thờ. Xử lý xong căn số xong tôi sẽ trả lời cái câu này. Tại vì bây giờ vẫn đang căn số cơ hành như này, tôi sợ không dám trả lời. Tại vì có thể bị giữ chân lại. Giữ chân đây thì nó sẽ gặp những cái lý do rất không đầu đâu. Nó cứ đi làm cái thủ tục nó cứ toàn gặp những lý do không đầu đâu. Người khác nó có thể đi bình thường, nó thì cũng gặp trở ngại. Là 3 năm vừa rồi làm lại giấy tờ này, khi nó đọc được, đợt trước thì làm đi du học không được, cái ta được mình không được. Vâng. Cái đợt này thì lại làm đi nó đọc và giấy tờ mới làm xong luôn, còn đang nghỉ đi chưa? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng tan tiệp nhanh để cho nó đi được thì đi cái đợt này. Thì bây giờ cái thần nó không còn ở đây, nó giữ nữa rồi thì sẽ không, nó giảm đi một nửa rồi. Thế còn lại cái căn số nữa thì lát chị nhắn cho tôi cái thông tin. Tôi nhắc lại là họ và tên này, ngày tháng năm sinh của cháu này, giờ sinh này và cái địa chỉ ở đây. Ngày âm hay ngày dương cũng được. Ngày âm hay ngày dương cũng được. Rồi, tôi xong rồi, có gì thì chị cứ nhắn cho tôi, tại vì bây giờ thầy trò lại phải đi sang bên Quảng Ninh bây giờ, xong lại quay về Nam Định bây giờ. Thôi thôi, xin phép chị thôi, giải quyết công việc cho nó nhanh nhất chị nhé, xong hẹn chị nửa tháng nữa chị nhé. Vâng. Rồi. Nửa tháng nữa về thì tôi sẽ điện trước chị để mua cái gì để nó về nó bốc cho nó nhanh, đỡ mất thời gian chờ đợi chị đi mua nhé. Nửa tháng nữa, nửa tháng nữa chị. Thế còn lại cái việc của cháu tôi sẽ tác động sớm để cho cháu nó được đi cái đợt này. Rồi. Rồi rồi nó bị như này làm sao mà có thể đi được? Rồi xin thưa các bạn, chúng ta đã xong việc ở tại Đồ Sơn, Hải Phòng và bây giờ chúng ta sang Quảng Ninh để rồi quay về Nam Định. Việc của chúng ta, việc chính của chúng ta là ở Nam Định. Xin chào và hẹn gặp lại.